ứng dụng luật hấp dẫn có gây ra tổn phước hay không? Yes, trong video ngắn này thì Phước cũng sẽ chia sẻ cho cả nhà của mình. Chúng ta đang ứng dụng luật hấp dẫn, nó có gây ra tổn phước hay không? Vậy thì các anh chị hình dung qua một việc này giúp Phước ha. Với tiền mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày, nếu như các anh chị sử dụng với mục đích hữu ích, nó sẽ trở nên rất là hữu ích, rất là tốt. Nhưng nếu các anh chị quay trượt lại sử dụng với cái mục đích vì vụ lợi cá nhân hay là vì một cái điều gì đó nó chưa được tích cực, thì nó sẽ trở nên không tốt, đúng không ạ? Vậy thì việc mà chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn nó cũng tương tự như vậy. Ví dụ như các chị đang sử dụng luật hấp dẫn cho cái việc với một cái mong muốn rằng là đẩy một ai đó khỏi cái vị trí mà các chị mong muốn đạt được, đó là các anh chị đang gây ra tổn phước. Hoặc là trong cái trường hợp mà nếu như các chị đang sử dụng luật hấp dẫn cho cái việc mình mong muốn sẽ bán một cái sản phẩm cho ai đó với cái mục đích moi tiền từ cái túi của người khách hàng, nhưng mà bản thân của mình không mang giá trị gì đến cho khách hàng, thì đó là chúng ta đang tổn phước các anh chị nha. Hoặc là gì ạ? Trong cái trường hợp các anh chị đang sử dụng luật hấp dẫn cho cái việc ứng dụng cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn, cho con cái của mình khỏe mạnh hơn, cho công việc của mình được hanh thông và thuận lợi hơn, và các anh chị cũng mong muốn rằng là sẽ mang những cái điều tốt đẹp này đến lan tỏa cho nhiều người biết hơn, và cũng sẽ giúp cho nhiều gia đình họ sẽ có cái cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh, thành công và giàu có hơn, thì đó là chúng ta đang tạo phước. Vậy thì các anh chị đã hiểu rõ được rằng việc chúng ta ứng dụng luật hấp dẫn cho việc tổn phước hay là tạo phước thì chúng ta đã có một cái sự rõ ràng rồi, đúng không ạ? Nó sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng của chúng ta các anh chị nhé, chứ nó không liên quan đến cái việc mà chúng ta sử dụng luật hấp dẫn thì nó chắc chắn bị tổn phước, nó không đúng như vậy các anh chị nhé. Ở đây chúng ta cần một cái sự thông thái cũng như là những cái tư duy và chúng ta sáng suốt để ứng dụng luật hấp dẫn cho cái việc gì để chúng ta có một cái cuộc đời thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, tràn đầy suốt cả cuộc đời nha anh chị.